Tâm lý cá nhân. Tại sao lại giao dịch? Liệu việc giao dịch có dễ dàng? Một người mới có thể thận trọng khi vào thị trường, giành chiến thắng vài lần, cảm thấy màu hồng và bất khả chiến bại. Đó là lúc anh ta bắt đầu chấp nhận các rủi ro hoang dã và kết thúc với các thua lỗ tồi tệ. Việc giao dịch cung cấp một cơ hội kiếm nhiều tiền một cách nhanh chóng. Nếu bạn biết cách giao dịch, bạn có thể làm chủ thời gian của mình, sống và làm việc ở bất kỳ đâu bạn muốn, và không phải trả lời sếp nào cả. Một người bình thường dậy vào buổi sáng, đi làm, ăn trưa, về nhà, uống một ly bia và ăn tối, xem TV, rồi đi ngủ. Một trader duy trì giờ giấc khác thường và đặt vốn trong rủi ro. Nhiều trader là những người cô đơn, từ bỏ những sự chắc chắn của các thói quen và nhảy vọt vào những gì không rõ ràng. Phải rèn luyện để tự hoàn thiện. Nhiều người có một thiên hướng bẩm sinh là đạt tới mức hoàn hảo, phát triển các kỹ năng của họ tới mức cao nhất. Thiên hướng này, cùng với niềm vui của trò chơi và sự cám dỗ của đồng tiền, đẩy các trader vào việc thách thức thị trường. Các trader giỏi thường chăm chỉ và thông minh, cởi mở với các ý tưởng mới. Mục tiêu của một trader giỏi, nghịch lý thay, lại không phải là kiếm tiền. Mục tiêu của anh ấy là giao dịch giỏi. Nếu anh ấy giao dịch đúng, thì tiền sẽ đến. Các trader thành công tiếp tục mài dũa kỹ năng của mình để đạt đến sự hoàn hảo. Một trader chuyên nghiệp đạt đến mức độ thắng không làm anh ấy phấn khởi và thua không làm anh ấy mất hứng. Anh ấy tập trung vào việc giao dịch đúng và cải thiện kỹ năng. Tiền bạc không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy. Thực tế và tưởng tượng. Một trader thành công là một người thực tế. Anh ấy biết khả năng và giới hạn của mình. Anh ấy thấy những gì xảy ra trong thị trường và biết phải phản ứng thế nào. Anh ấy phân tích thị trường không có góc cắt, tự quan sát và lên các kế hoạch thực tế. Một trader chuyên nghiệp không thể ảo tưởng. Một khi một trader nghiệp dư thua vài lần và dính margin call vài lần, anh ta thay đổi từ tự mãn sang sợ hãi và bắt đầu phát triển những ý tưởng kỳ lạ về thị trường. Môi trường không cấu trúc của thị trường dễ dàng phát triển trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng của chúng ta ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận thức nó. Tóm lại, một trader thành công phải xác định những sự tưởng tượng của mình và loại bỏ chúng.